Người Mông ở vùng cao Bắc Hà được biết đến với nghề truyền thống dệt may, thêu thùa với các công đoạn làm thủ công rất tỉ mỉ, tạo ra những bộ trang phục nhiều màu sắc rực rỡ. Đó cũng thể hiện sự khéo léo, chăm chỉ, chịu thương, chịu khó của chị em phụ nữ nơi đây. Bà Vũ Thị Dở ở thôn Na Áng, xã Na Hối, huyện Bắc Hà là người biết nhiều công đoạn làm ra trang phục của dân tộc. Bà được Hợp tác xã Du lịch Bắc Hà mời tham gia làm sản phẩm thổ cẩm để bán cho du khách. Vào ngày cuối tuần, bà lại đến Hợp tác xã để vừa làm khâu dệt truyền thống, vừa trình diễn cho du khách đến tham quan hoặc mua sản phẩm. Hàng ngày thời gian rảnh rỗi tại gia đình, bà lại mang vải ra thêu hoa văn để cung cấp cho Hợp tác xã. Qua đó vừa có thêm thu nhập, vừa gìn giữ được nghề truyền thống của dân tộc. Thứ nhất là tôi muốn các con cháu, lớp trẻ biết giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc, nhất là làm thổ cẩm. Thứ hai là hiện nay du lịch phát triển, nhiều du khách đến tham quan, trải nghiệm. Họ cũng hay mua đồ thổ cẩm của người Mông để về làm kỷ niệm. Nên đây cũng là một cách để bà con kiếm được việc làm và thu nhập, trang trải cuộc sống, giảm thiểu tình trạng bỏ đi làm thuê ở nơi khác. Hợp tác xã của tôi thì cũng để tạo điều kiện cho các đồng bào, các dân tộc người Mông để khôi phục cái nghề truyền thống và thiêu thùa với dệt vải thi bà dở này, này cũng gắn bó với hợp tác xã chúng tôi cũng rất lâu. Tôi cũng mời bà lên đây để ăn ở dệt và thiêu. Hiện nay nghề thủ công truyền thống của người Mông Hoa ở Bắc Hà phần nào đã mai một. Hơn nữa, vải vóc và trang phục của người Mông được làm công nghiệp sẵn trên thị trường khá nhiều với đủ mẫu mã, kích cỡ nên ít người làm theo nghề truyền thống. Chính quyền địa phương và các đoàn thể đang nỗ lực phối hợp với các ngành chức năng tuyên truyền vận động bà con người Mông giữ nghề truyền thống, từng bước khôi phục, trao truyền và phát huy giá trị, trở thành làng nghề, tạo ra sản phẩm du lịch để phát triển kinh tế gia đình và địa phương.